đến mình sẽ cùng hướng dẫn các bạn sử dụng bình xịt kem Kachan để tạo thêm một màu kem với một màu mới hơn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho nguyên liệu vào trong bình xịt kem, và cũng tương tự là hai loại sữa này, mình sẽ cho sữa vào trong bình xịt kem nhé. Chúng ta sẽ chuẩn bị trước hai bình sữa nè, tiến hành tháo. Vẫn tỷ lệ như cũ nha, 70%. Bây giờ mình sẽ với cái món kem này mình sẽ cho màu hồng, để một lát sau kem chúng ta ăn sẽ có màu hồng nha. Các bạn biết không, với những cái loại màu như thế này các bạn có thể chọn được nhiều loại màu với những cái màu sắc như thế này, để tạo cho những cái que kem chúng ta có, cái kem của chúng ta tạo ra nhiều màu để chúng ta có những cái ly thức uống nó đa dạng và phong phú hơn. Và mình sẽ tiến hành đại thạch chất nha. Và bây giờ mình sẽ cho viên ga vào. Các bạn có nghe có tiếng gì không? Đó là tiếng xì ga. Khi mà chúng ta nghe tiếng xì như vậy thì đảm bảo là ga đã vào rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắc bình. Xong thì chúng ta sẽ tiến hành là chuẩn bị ba loại thức uống. Mình đã chuẩn bị sẵn ba ly thức uống này và bây giờ tiến hành cho thêm đá vào. Thêm một lát chanh sẽ làm cho thức uống của chúng ta thêm bắt mắt hơn. Các bạn khi chuẩn bị thức uống xong á, mình sẽ cảm nhận thêm bình kem của ta chúng ta như thế nào. Nếu cảm thấy còn lỏng á, thì mình sẽ nên lắc thêm. Ở đây thì mình thấy nó còn hơi lỏng, mình sẽ lắc thêm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cho kem ra ly nha. Qua ly thứ hai thì mình sẽ đổi cái đầu này đi, mà các bạn để thấy thì phong phú hơn những cái ly thức uống của mình. Một cái đầu bình inox nha. Các bạn có thể mua những cái loại van như thế này, cái đầu này phải rất là nhiều, có nhiều kiểu mẫu mã khác nhau. Hồng có đẹp không? Thì sau là những màu hồng này, thì chúng ta có thể chọn màu xanh hoặc là những màu đỏ, màu tím. Đó là tùy theo cái sở thích cũng như là cái nhu cầu của khách hàng chúng ta khi mà vào trong quán sử dụng nha.
nhanh chóng phải không nào? Chúng ta đã hoàn thành xong 3 ly thức uống và bây giờ công đoạn cuối cùng chúng ta là trang trí. Vì với 3 ly màu sắc này mình sẽ trang trí thêm một màu xanh của matcha, bột trà xanh. Sẽ có rất là nhiều bạn trẻ thân thích cái màu cái hương này nha. Thì mình có thể trang trí thêm những cái bột trà xanh này lên phía trên của bề mặt kem nha. Các bạn có thể cho đây nè. Chúng ta cho đều lên cho đẹp nha. Với đơn giản rất là nhanh chóng luôn và tiện lợi, chúng ta đã tạo ra một 3 ly thức uống rất là nhanh chóng cùng với một chiếc máy làm bình xịt kem như thế này, bình xịt kem Kacha. Mình tin chắc rằng các bạn có thể ngoài những cái món thức uống này, những màu sắc này, các bạn còn có thể pha được nhiều loại thức uống khác, những màu sắc khác để thu hút thêm nhiều khách hàng cho quán của mình hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công.